Đúng rồi. Đúng rồi. Quỳnh thích mùi rồi đó. Cảm ơn Quỳnh. Làm đi. Khoan. Hả? Ông để lấy tinh thần, mùi muốn được anh Ngô Kiến Huy cái được không? Mùi à? Mía ơi, mía ra lại mía. Ý trong lưng của mùi vừa khúc cái lý do, cái lý do là tại Ngô Kiến Huy có răng khểnh giống mía Quỳnh của mùi nên mùi thích. Mía Quỳnh à? Xin lỗi mía. Hãy tự chăm sóc bản thân mình mía Quỳnh nhé. Mía Quỳnh vừa đi khuất tầm mắt. Bắp huynh đã xuống thế rồi. Thí sinh kế tiếp Thanh Tuyền. Mũi chào hai huynh. Tiểu thư đi đâu đó? Muội là đấng cứu thế xuống đây để cứu thế gian khỏi những điều tàn độc. Trời ơi, bản thân muội đã là một điều tàn độc với huynh rồi. Cảm ơn huynh quá khen. Muội thế lực nào đã mang muội tới đây? Tại vì muội thích chương trình này lắm. Tới cỡ mà cách đợt 20 đậu rồi mà nghe có cách đợt 3 cứ muốn đi thi nữa. Rồi cái kìm kìm lại cách đợt 4 cũng muốn đi thi nữa. Rồi muội làm gì, công việc ở đâu? Nhắc tới công việc, nó hiện với mình luôn á. Hiện tại bây giờ đa số các bạn trẻ bằng tuổi muội chỉ đang làm con của ba mẹ mình mà thôi. Đúng. Riêng muội đang làm một stylist chuyên nghiệp. Hết hồn, anh tưởng muội nói muội làm mẹ của ba mẹ muội. Muội làm stylist cho mấy con mannequin á. Nói thẳng là nhân viên bán hàng là shop thời trang cao cấp. Hay quá. Wow. Mùi ơi, là tự lo cho bản thân mình được đúng không? Cỡ như Harry Won á, chưa có đủ tuổi mặc hàng cao cấp của bên muội đâu. Tại vì muội bán hàng trung niên. Để bữa nào đưa má Harry qua mua. Cái công việc đó stylist á, chỉ là công việc bán thời gian thôi. Thật ra mùi là sinh viên năm 2. À, cái đó mới là công việc chiếm thời gian đúng không? Đúng rồi. Trường gì? Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, mình học ngành thiết kế đồ họa. À nhắc mình nhớ, anh nhớ em không? Em hay thiết kế poster cho anh á. Có không? Thì em lấy hình anh làm bài tập, làm poster làm thầy á, anh không nhớ em hả? Em cũng bình thường ha. Cảm ơn huynh quá khen. Đi về lâu chưa? Thật ra này nó có gen di truyền, cho nên là mới đẻ ra nó vậy rồi. Có bạn trai chưa? Chắc chắn là chưa. Huynh nói vậy, y trung nhận mũi dưới kia kìa. Ai? Cho mời mía Huynh. Mía Huynh. Mũi tên là Tím Mũi. Tại vì đam mê màu tím. Đâu người? Vì là thích phim kiếm hiệp nên là Tím Mũi. Vô Huynh, vô đây. Còn mía Huynh nữa. Mía Huynh hả? Mía. Bên đây mía hả? Đây là tía, bên đây là mía. Mía ơi. Đây là y trung nhân của mũi. Khoan xích qua bên này để cùng hình cho đẹp. Mía ơi, anh chúc mày may mắn. Vậy thôi. Ông Phan nói nọ không hay. Ngày xưa lúc ảnh tỏ tình với muội á, muội nói là huynh không may tỏ tình muội mà lỡ bị muội đồng ý, chúc mừng huynh. Ảnh liều mạng lắm ảnh mới dám tỏ tình với em á, nên mà thôi kệ rồi, bắt quá tam người thứ ba cô rồi thôi. Mình cũng có thấy hối hận không mía? Rồi bây giờ thi mấy người? Muội thi độc diễn. Độc diễn hả? Rồi thi mía vô nghỉ ngơi mía nha. Vô mía chuẩn ơi. Bị hồi cung. Nè, đứng bên này đón nè, khả năng cao đứng này. Không, cho dù là có quẹo phải hay không thì cuối cùng cũng phải quẹo phải. Đúng, quan trọng là thời gian quan thôi. Quan trọng là cái tinh thần quẹo phải nó như thế nào thôi. Xuất sắc, thích câu này. Cảm ơn Vinh. Quẹo phải có phải ngẩng cao đầu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Quỳnh thích mùi rồi đó. Cảm ơn Vinh. Làm đi. Khoan. Hả? Ông để lấy tinh thần, mùi muốn được anh Ngô Kiến Huy cái được không? Mùi à? Mía ơi, mía ra lại mía. Ý trong lưng của mùi vừa khúc cái lý mắt. Do, cái lý do là tại Ngô Kiến Huy có răng khểnh giống mía Huynh của mùi nên mùi thích. Mía Huynh à? Xin lỗi mía. Hãy Huynh. Tự chăm sóc bản thân mình mía Huynh nhé. Mía Huynh vừa đi khuất tầm mắt. Bắp Huynh đã xuống thế rồi. Chẳng hay tiểu muội đây chuẩn bị bao nhiêu tiểu phẩm cho ngày hôm nay? Nói thiệt là chuẩn bị 2,5 tiểu phẩm. Ồ kìa, 2,5 tiểu phẩm vậy là 12,500,000 đồng mà. Tại nhiều khi mình thi vòng 1 mình rớt á,
Rồi nhiều khi mình thi tới vòng 2 mình rớt á, thì mình phải suy nghĩ là thi vòng 3 hay không. Tuyệt vời quá. Khoan khoan, ôm thiệt lòng nha. Em biết cái kiểu mà ôm nhẹ nhẹ cái thả ra lắm. Ôm sâu. Em không có Mẹ ơi, mẹ. Tại vì em thích ôm lắm, em thích ôm lắm. Em nói với mẹ thích ôm mà anh cũng không chịu ôm em nữa. Mẹ không chịu ôm hả? Hình như cái gu của bà là dòng họ trái cây. Mẹ không chịu ôm hả? Vậy chúc em mừng thích bác. Ôm lắm, ôm thiệt lòng nha. Rồi, nào tiểu muội. Đã. Một lát chắc bị mía găm quá. Cảm ơn Quỳnh nha, thích lắm. Đa tạ. Trong thành đường dây mà có răng khểnh là cũng dính rồi. Thôi không gần đâu, nhỏ rồi. Răng khểnh này giới thiệu cho anh Đức. Cái gu em không lạ tới cỡ đó. Lạ cỡ mía là đủ rồi. Rồi. Ôi, chưa chắc mía mấy người đẹp trai bằng anh Đức có tôi à. Thì nào Hiền muội vào vị trí. Khoan để muội kêu não nó về cái. Giao lưu quá vui. Truyền não. Não về tới rồi. Não hồi cung. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Ê, cái tên MC yêu tên kia. Lúc nãy tôi ôm ngươi chỉ là để thử mà thôi. Bây giờ thì ta khẳng định ngươi chính là một trái bắp không có râu. Mà bắp không có râu có khác nào trâu không có sừng. Làm sao mà thụ phấn được nữa. Ê, nói gì đi, làm mặt gì kỳ vậy? Con ngồi xuống đây chơi lấy hẹo luôn nè. Chơi không? Giờ xuống không? Không dám xuống. Sợ xuống cái hai người kia cự, không ai bấm cái định đuổi việc chứ gì. Tôi nói 2 năm trước mày đặt chảnh chảnh chơi cách xe thấp, nay quên lại hả? Giờ quên lộn không? Quên lộn không? Có 500 anh em mày kia kìa. Hỡi tam quân tướng sĩ, vào nghỉ hết đi con, để ta lên hốt nó. Bơ cầm y về cứu Trâm. Trời ơi, cứu nha, cứu nha, cứu Hiền huynh, cứu đệ Hiền huynh. Quay về hậu cung đi. Trời ơi. Bé bấm vô cái nút màu xanh cái. Xanh dương. Đó, hết giờ rồi. Tôi đề nghị nào chương trình hãy làm một cái cổng thành trên trển. Miếu là nơi linh thiêng. Thôi hãy về đi, để nó trà chút này thì chết hai chúng ta nữa. Tiểu muội à, mời muội hồi cung. Muội lãnh chỉ. Khoan. Dạ. Phụng thiên thừa dẫn Trấn Thành và Trường Giang chiếu giết, phạm tội xúc phạm miếu một cách nặng nề, tổn thương gò má trái của miếu một vết sẹo. Đây vào lãnh cung. Đường lên dốc đá đất quy nhân lẽ nào gây. Tình cảm dông đốc từ cái hôm nãy mình đối xử với muội vậy sao? Hoang đường. Tại sao một công công như ta lại có tình cảm với mi được? Hồi nãy nói bắp không râu mà. Hồi cung. Thôi em hãy đi Mỹ về. Mỹ Quân ơi, hốt mùi. Em mê anh quá. Minh Phương, Nhã Phương, đợt xem. Em sẽ giới thiệu một người khác cho chị. Đẹp trai quá. Thôi rồi ơi, thiệt á. Trời ơi, tan chảy. Bây giờ mình đi tiếp ha. Dạ. Dạ anh đã sẵn sàng ạ. Yên, yên luôn đây. Còn sống mà. Đón xem tập 7 Các tiết danh hài mùa 5 phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.